Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhị. Duti Yammi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhị. Tati Yammi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tati Yammi Thammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tati Yammi Sangkhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ Sa Rana Ca Nang Ni Thi Tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A Ma Phan Tê, dạ chúng con xin vâng. Ma Na Thi Ba Ta Quê Ra Ma Ni Sĩ Kho Bí Năng Sa Ma Dạ Mi, còn xin vâng về điều học là quy chánh xa sự sáng sanh. A Đinh Na Đa Na Quê Ra Ma Ni Sĩ Kho Bí Năng Sa Ma Dạ Mi, còn xin vâng về điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Cà mê sư mi cha cha ram quê ra mạc ni sư kho bà năng sư ma đi dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sư tà hạnh. Mu sa wa đa quê ra mạc ni sư kho bà năng sư ma đi dạ mi, còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sư nói dối. Sura me ra yam ma cha pa ma cha tha na quê ra ma ni sĩ kho bất năng sa ma dạ mi, còn xin quan dự điều học là quy tánh xa sĩ dê uống rượu và các chất sai. Ba na ti ba ta quê ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma dạ mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di a mi, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Imani pancha sikha padani sa tukang katua ngapa made nani cakalang samarak kitap bang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải lắm những hành theo cho được trong sạch định, có dễ vui. A ma phàn tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doanh tị sì lê na phu ca sâm bác đai sì lê na nê phu tinh doanh tị đà sư mai sì lăng vị sổ tha dê. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ diệt giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ diệt giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ diệt giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng đệ lâm nhơ. Sa thù lành thai. Và tiếp theo đây con đọc phần sám hối Phật bảo và tăng bảo. Uttamang ghe na quanh đề hàng bà đá bằng sùng quá uttamang. Bút thể vô cá lý tô đầu sô bút thô.
Rama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đu vi thần qua rằng thâm mê vô kha li tổ đồ sô thâm mộ ca ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha quy thốt mang sang kệ vô ca li tổ đồ sô sang khổ kha mu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hay tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng lên cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn phước báo hôm nay. Yo bana thamma nu thamma pati banno viharati sami chi pati banno nu thamma chari so tathagatang sakkaro ti garu karo ti mane ti puche ti paramaya puja ya pati bhakta puja ya. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp gọi là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Kanti paramang tapo titika nipanang paramang vadanti buddhanahi pappacito parupakati samano hoti parang vihe thayanto. Nhẫn nại pháp thiêu hủy tối thượng không gì bằng niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Anu bác qua đô anu bác kha tô ba tí mô kê chá sẵn quá rô mát tanh yú ta chá phát tà sĩ mênh băng tanh chá sá dạng á sát năng á chí chít tê chá á yô vô ê tăng bú tá hai ná sa sát năng. Xuất gia không hiềm hận sa môn, không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Si lập sa ma thi phụ na năng thanh ti phật bà tha na ca rất năng sập bề vi mê của sa la tham ma thanh thi giả dê hoạch thanh thi tên. Kể là qua năm bị ba ba năng khanh thị mù lăng khanh ta thị gà ra hạ gà hạ đi năng mù lăng khanh thị khanh thị khô. Nhân này pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoàn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy. Khanh ti thi ra lăng ca rô khanh ti tập quật pa si nô khanh ti bạ lăng quật gia ti năng khanh ti thi tập su kha quá ham. Là năng lực người chỉ đoàn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Khanh ti tô mê quá quá la phi gia si si su kha si là quá vô đê và mình nụ xa năng mắt na bồ hồ thị khanh thị côn. A ta nô vi bà rễ sanh cha a tha qua quá hồ quá khanh thị cô sắc gà mốc khá gà măng mắc găng a rũn hô hô thị khanh thị côn. Người hạnh tu nhẫn nại là người có bạn lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta người đều lợi ích nhân loại và chư thiên, đều thương mấy hộ trì. Sát thủ nô quá chạy nô qua đăng cả rô tí dê và khanh tí cô phá rằm ma dạy phu cha dạy chức năng vui chê.
Tiệt thành tiệt cô, người hành pháp nhẫn nại bản kiếp sanh thiên giới chống đắc quả niết bàn. Người ấy và thực hành đúng kim ngôn di giáo là người đã cúng dường đức Phật cách cao thượng. Xin thị gia cho là gia tha, xin tham mạnh tôi, xin tham mạnh tôi, xin tham mạnh tôi đang phá lăng. Etasmin tatana tajasmin sambasa dana che. Ta so cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thù lành thai, văn kinh chi cu sa cam mang cắt tắc bằng kỳ ri văn. Ma ma ca ye na wa cha ma na sa, ti ra se su ra tăng, ca tăng ye sa ta san nhi no. Ati ye cha sa ta san nhi no, ca tăng bu nha pha lăng mây hằng sắc bê pha ghi. Pha hoàng tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng, định năng bu nha pha lăng ma ya ye. Chà ta ta na cha nan ti đề hoa gan toa ti huệ đa dùm sập bề lô cầm hi về sát ta chi quan ta ra hệ tu ca ma nôn nhân phụ cha năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành nhiều nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn. Chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con ngồi hưởng dân ban. Chúng sanh nay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay cách cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cũng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Ý đăng nô nha ti năng hồn tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Xin cho sự phước báo mà con đã trong sạch lần đây, chúng con xin hồi hướng đến thân bằng biên thuộc đã qua bạn rồi, cầu xin cho các vị ấy hằng có được sự yên vui. Xin cho sự phước y đăng quá ta mê buôn nhân a sa quát ca gia quá hằng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là một duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ phước báo mà nào có được trong ngày hôm nay con cũng kính dâng đến ngày cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ, mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được dồi dào sức khỏe và sớm thành tựu được đạo quả giải thoát, và con cũng chia phước này đến đạo tựu được đạo quả giải thoát, và con cũng chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho quý vị trong đạo tràng tu tập tiến hóa sớm thành tựu được y như ý nguyện. Và bây giờ thời gian cũng vừa. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên cái lễ chư tôn thì được tăng trong những liên nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 22. Và trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thù ma hê si a ra hằng ta thà ga tô lô cô ta mô sắp pa ga rù huy kệ ta cô lô ca sa sa thà cha na đầm ma cô quý đồ hoành đà ma hành tầng na ra phù cha này giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sinh bạch thoát ly phiền não trói chân tu thượng giáo chủ trí năng vô lượng tự để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ vi gia tá sa sát thu nô lô ca nó mạnh tha sa vi na ca rô cô sắp bà nhô bút thóc bà tí phù tí sanh nhá tô quanh đà má hành tầng ná ráp phù. Cha này giác cần
pháp bảo với như ánh vàng và lai soi sáng vật màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô chú gá tá sá xà quá cô xích khà chú cà mô quá rá thầm má xích khá cô điềm đà bá sẵn xà đi á nà đá rô quá rô hoàng đà má hành tăng á ra phù. Cái này chắc cần tăng bảo tinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà na tê ya tê chê na sê kha mê ê tu wa tha năng ta sĩ a nu pha wê na sa ha sa dê na sê chà tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy và phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn số 22. Ê tăng quý sê sa tô nhát tòa. Ê tăng quý sê sa tô nhát tòa. Ê tăng quý sê sa tô nhát tòa. Câu số 2. Xích Nhật Quỳnh bỏ tay xuống. Ấp bậc ma đâm hiếp bành đi tà. Ấp bà ma đâm hiếp bành đi tà. Ấp bà ma đâm hiếp bành đi tà. Bây giờ đọc lại câu 1, câu 2 ha. À, quý vị thấy Sinh Nhật Quỳnh đưa tay không? À, bỏ tay xuống rồi chứ. Cản trở lưu thông hoài. Bây giờ câu 1, câu 2. Ê tăng quý sê sá tô nhất tòa ấp bà ma đầm hiếp bành đi tà. Ê tăng quý sê sá tô nhất tòa ấp bà ma đầm hiếp bành đi tà. Ê tăng quý sê sá tô nhất tòa ấp bà ma đầm hiếp bành đi tà. Như vậy là cái máy này có vấn đề rồi ha. Rồi, hiệu này hiệu quy đăng rồi. Thấy cái bàn tay cứ thọt lét hoài, chán quá. Vẫn còn nè. Thôi, ráng đọc cho xong rồi, cái chạy ra ngoài. Ổn định lại. Rồi, bây giờ qua câu số 3, câu số 4 ha. Ấp ba mà đề ba mồ đành tí. Ấp ba mà đề ba mồ đành tí. Ấp ba mà đề ba mồ đành tí. Câu số 4. Ariya năng vô cha rê ra ta. Ariya năng vô cha rê ra ta. Ariya năng vô cha rê ra ta. Bây giờ câu 3, câu 4. Ấp ba ma đề ba mô đành tí a ri ya năng vô cha rê ra ta. Ấp ba ma đề ba mô đành tí a ri ya năng vô cha rê ra ta. Bây giờ đọc lại hai câu ha. Ê tăng quý sê sa tô nhất tòa ấp ba ma đầm bành đi ta. Ấp ba ma đề ba mô đành tí a ri ya năng vô cha rê ra ta. Ê tăng quý sê sa tô nhất tòa ấp ba ma đầm hi bành đi ta. Ấp ba ma đề ba mô đành tí a ri ya năng vô cha rê ra ta. Ê tăng quý sê sa tô nhất tòa ấp ba ma đầm hi bành đi ta. Ấp ba ma đề ba mô đành tí a ri ya năng vô cha rê ra ta. À, đó là cái đọc thứ nhất ha. Cái đọc thứ hai quý vị nhìn vô biết rồi ha. Tức là cuối câu số 2 nó là trường âm.
Thì đây là một cái bài mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc ha, chia ra làm hai đoạn. Nhưng mà bây giờ quý vị giỏi rồi, đọc một hơi đi ha. Đọc một hơi, còn quý vị nào mà cảm thấy hơi mới 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 thì đọc hai hơi ha. Hai hơi thì dừng lại cuối câu số 2 ha. Ê tăng quý xê sát tu nhát tòa ốc bác ma đầm hiếp banh đi tà. Đó, quý vị thấy hạnh phúc ha. Dừng lại cuối câu số 2 là hạnh phúc. Rồi tiếp tục. Ấp ba ma đề ba mô đành tí a ri nhà nằng vô cha rê rát tà. Nhưng mà bây giờ quý vị giỏi rồi, làm một hơi, quý vị nhiều khi còn khó nữa mà quý vị đọc còn chạy nữa ha. Thì chẳng qua cái này là quý vị cũng hiểu nội dung thôi, chứ còn cái vấn đề cách đọc thì đối với quý vị thấy chuyện nhỏ ha. Rồi, đó là dòng kinh ha. Dòng kinh có hai cách đọc. Một cách đó là chúng ta đọc trôi chảy à. Cách thứ hai là mệt nghỉ à. Cách thứ nhất là một hơi, cách thứ hai là hơi hai hơi. Và qua dòng kệ là một hình thức thư giãn à, cho con người nó nhẹ nhàng bớt đi. Nhưng nhiều khi chúng ta chú trọng về cái dòng kinh ha, trường âm đoạn âm, cái tâm tư của chúng ta cảm thấy nó hơi hơi căng thẳng. Nhưng mà khi qua dòng kệ thì quý vị thoải mái ha. À, bây giờ dòng kệ sao này? Ê tăng quý xê xa tô nhân tổ hoàng âm ba ma đâm thì ban đi tạm ấp ba ma đế ba mô đành tiền a ri gia nắng vô cha rên ra tạm ê tăng quý xê xa tô nhân tổ hoàng âm ba ma đâm thì ban đi tạm ấm ba ma đế ba mô đành tiền a ri gia nắng vô cha rê ra tàm ế tăng quy xê sa tô nhân tổ hoàng ầm ba ma đâm hi banh đi tàm ầm ba ma đê ba mô đành tiền a ri gia nắng vô cha rê ra tàm. Biết rõ sai biệt ấy, người chỉ không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Rồi mời Sik Mita, Sik Kim Nhung, Sik Hà. Wow, hôm nay Sik Hà lanh tay lẹ mắt ha, đưa tay liền ha. Rồi xà thú tư dễ bốn người. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin tả bài câu pháp cú 22. Ê tăng quý xê sát tô nhát tòa ấp ba ma đầm hi bành đi ta ấp ba ma đề ba mô đành ti a ri gia năng vô cha rê ra ta. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xê trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ê tăng quý xê sát tô nhát tòa ấp ba ma đầm hí banh đi ta. Và con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ấp trường nhấn, bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đâm
trường âm nhấn ý đoạn âm á rí hai đoạn âm gia trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gô trường âm thông thường chá đoạn âm rê trường âm thông thường rá đoạn âm ta trường âm thông thường. Con đọc lại câu 3 và câu 4. Ấp ba ma đề ba mô đành tí a ri gia năng gô chá rê ra ta. Và con xin đọc lại hết bài. Ê tăng vi sê sa tô nhát toa ấp ba ma đam mi bành đi ta ấp ba ma đề ba mô đàn ti a ri ya năng u cha rê ra ta ê tăng vi sê sa tô nhát toa ấp ba ma đam mi bành đi ta ấp ba ma đề ba mô đàn ti a ri ya năng u cha rê ra ta. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Ê tăng quy xê xa tốt tòa ập ba ma đâm hi ban đi ta ấp ba ma đê ba mô đan tê a ri ya năng go cha rê ra ta. Dạ con đã đọc xong, kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa, con nhận mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Sư lâu lâu cái sư biểu diễn cái máy quy đăng của sư đó. Hồi đó con nghe quy đăng con không biết sao con nhớ lại nói lái là quy đăng là quăng đi sư hả? Máy đi đâu quăng đi đâu, để dành mà. Giàu có mới quăng đi đó sư. Người ta uống cái lon Coca-Cola đó, người ta cũng để dành cái lon Coca-Cola để bán được cái sư. Đừng quăng đi để làm mà máy cổ sư, máy cổ điển đó. 100 năm sau nó cổ điển bán được nhiều tiền lắm đó sư. Cảm ơn quý vị nha đỏ. Thôi để con trả bài đi. Rồi tối sư chức sư ngủ sư quên cắm điện nữa. Sáng sư cắm điện vô máy sư nó hú 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 hú. Nghe nghe giống tưởng ở trong rừng đó sư, tặc lăng hú. Hay dượng khỉ gì hú vậy đó. Thôi con trả bài để không thôi sư dày. Lên mở nhọn nói chuyện, nói với nói chuyện tào lao thiên địa. Ai biết khỏi đi, sao chị sư quăng đi em lụm đó. Cô Nhật Quỳnh nói máy quy đăng đó là quăng đi đó. Thì khi nào sư quăng thì cô lụm đi. Tôi xa thú cho. Ok, bây giờ tôi trả bài nha. Dạ, con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 22. Ê tăng quý xê xá tô nhát tò áp phá mà đầm hi bành đi tà áp pa ma đề pa mô đành ti a ri ya năng go cha rê ra ta e tăng quý xê sa tô nhắc tò áp pa ma đầm hi bành đi ta áp pa ma đề pa mô đành ti a ri ya năng go cha rê ra ta. Phân tích câu 1, câu 2. Ê con dê. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, c trường âm thông thường, xá đoạn tô trường âm thông thường, nhát trường âm nhắn, toa trường âm thông thường. Câu số 2, áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đâm trường âm nhắn, hí đoạn âm, bành trường âm nhắn, đí đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Chữ đí mà có một ruồi có phải đọc nặng hơn chút giống như tiếng người Bắc chữ thịt chữ địch vậy đó phong sư, còn đọc vẫn biết có đúng không nữa. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Ê tăng quý xê xá tô nhát tô áp phá mà đầm hi bành đi tà
áp pha mà đề pha mồ đành ti a ri già nàng gồ cha rề ra trà. Nhẹ hơn đi. Ừ, không biết nữa. Nhưng mà người Bắc chắc đọc giỏi hơn con sư, tại người Bắc giọng nặng. Cái người Huế còn ngầu hơn nữa. Mô hỷ, ăn hỷ, vui hỷ, cái gì cũng hỷ hết. Không căng mô là không có sao đâu. Thôi để con phân tích con đọc. Phân tích câu số 3. Áp trường âm nhắn, bá đoạn âm, ma đề hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đanh trường âm nhắn, tí đoạn âm. Câu cúng gùi là câu cuối cùng. Á rí hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Áp ba ma đề ba mô đành ti a ri già nàng gồ cha rề ra ta. Ê tăng quý xê xá tô nhát tô áp pa ma đầm hi bành đi ta. Áp pa ma đề pa mô đành ti a ri già nàng gồ cha rề ra ta. Ê tăng quý xê xá tô nhát tô áp pa ma đầm hi bành đi ta. Áp pa ma đề pa mô đành ti a ri già nàng gồ cha rề ra ta. Ê tăng quý xê xa tô nhắc tô áp pa ma đâm hi bánh đi ta áp pa ma đê pa mô đâm ti a ri ya nang vô cha rê ra ta. Ê tăng quý xê xa tô nhắc tô áp pa ma đâm hi bánh đi ta áp pa ma đê pa mô đâm ti a ri ya nang vô cha rê ra ta. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh, hòa thượng Thích Minh Châu. Thấy ba cái bông mà bướm dương vàng khè này của Phật giáo năm chuyện, chắc là không có chuyện gì hết sư ha, không có chết chắc đâu sư ha. Chắc ngon lành nha sư, số 1 rồi đó. Còn khoái nhất là Hồng Thị Kim Dung với cô Mít Trà là vỗ tay vỗ chân à. Hết sĩ đó nha, vỗ tay với chân là vui vậy lắm đó. Cảm ơn sư và quý vị Hồng Mai nữa. Đó, vỗ tay vỗ chân nữa. Ô, quá chừng vỗ tay vỗ chân luôn. Bữa nay chắc là vui lắm đó, ba người vỗ tay vỗ chân đó. Dạ, cảm ơn quý vị đã vỗ tay vỗ chân nha. Mời quý vị kế tiếp nha. Hồi nãy không coi, không biết ai kế tiếp nữa. Nhưng mà sao, trước sau gì cũng phải đọc ha. Rồi, chúc quý vị ăn vui nha. Trả máy lên nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ngày hôm nay, câu Phật ngôn số 22. Ê tăng quý sê sa tô nhát tòa áp ba ma đàm hi bàn đi tà áp ba ma đề ba mô đàn ti a ri già nàng gô cha rê ra. Ê tăng quý sê sa tô nhát tòa áp ba ma đàm hi bàn đi tà áp ba ma đề ba mô đàn ti a ri già nàng gô cha rê ra ta. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, xê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhát là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đam là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ê tăng quý sê sa tô nhát tòa áp ba ma đàm hi bàn đi ta. Câu 3 và câu 4 ạ. Áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á rí là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô là trường âm thông thường,
chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường ạ. Appa ma de ba mo dan tiariya nang go cha re rata etang vi se sa to nhat toa appa ma dam hi bandita appa ma de ba mo dan tiariya nang go cha re rata etang vi se sa to nhat toa appa ma dam hi bandita appa ma de ba mo dan ti ariyanang go cha re rata e tang vi se sa to nya toa appa ma dam hi pandita appa ma de ba mo dan ti ariyanang go cha re rata. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thưa và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ thân mời Hà. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Tham Mây, Nam Mô Tham Thầy. Dạ con kính mời Ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng, kính chào cô tu nữ và đạo tràng, và con xin trả bài. Ê tăng vi sê sát tô nhát tòa áp ba mà đầm hi bàn đi tà, áp ba mà đề ba mồ đàn tí a ri yà nàng gô cha rê rắc tà. Ê tăng vi sê sát tô nhát tòa áp ba mà đầm hi bàn đi tà, áp ba ma đề ba mô đàn tí a ri yà nàng gô cha rê rắc tà. E trường âm thông thường tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm c, trường âm thông thường sát, đoạn âm tô, trường âm thông thường nhát, trường âm nhấn toa, trường âm thông thường áp, trường âm nhấn bá, đoạn âm ma, trường âm thông thường đàm, trường âm nhấn hí, đoạn âm đàm, trường âm nhấn đí, đoạn âm ta, trường âm thông thường. Ê tăng quý xê sát tô nhát toa áp ba mà đàm hi bàn đi tà, áp trường âm nhấn bá, đoạn âm ma, trường âm thông thường đê, trường âm thông thường bá, đoạn đoạn âm mô, trường âm thông thường đan, trường âm nhấn tí, đoạn âm tí á rí, ba đoạn âm gia, trường âm thông thường năng, trường âm đặt theo dòng nguyên âm vô, trường âm thông thường chá, đoạn âm rê, trường âm thông thường rá, đoạn âm ta, trường âm đặt theo dòng nguyên âm áp ba mà đề ba mồ đàn tí a ri yà nằng cồ cha rê rắc tà. Ê tăng quý sê sát tô nhát ta áp ba ma đàm hi bàn đi ta áp ba ma đề ba mồ đàn tí a ri yà nằng gô cha rê rắc tà. Ê tăng quý sê sát tô nhát ta áp ba ma đàm hi bàn đi ta áp ba ma đề ba mô đàn tí a ri yà nằng gô cha rê rắc tà. Người biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui bậc thánh, an vui hạnh bậc thánh. Ê tăng xế sạch tô nhạc tòa a ta ma đám hi ban đi tà Appama de ba mô đàn tì a ri yam nang gô cha rê rắc tà. Dạ, mát trường là đoạn âm và trường âm thông thường. Dạ, nó phải câu rắc trường âm, đoạn âm ta, trường âm thông thường, câu số 4 không thưa cô Kim? Dạ, con xin trao mic lại cho đạo tràng, và con có sai xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa.
Alo, 123, 123. Sư Chí La Mùa Xuân, Sư Thiện Vũ, Sư Tina chờ tí ha. Sa thú Sik Hà. Phân tích rất là chuẩn ha. Giọng đọc cũng hay. Nhưng mà có một chỗ thôi. Cái chỗ này là nó là đoạn âm thì không nên kêu dài. Tức là cuối câu số 3 và đầu câu số 4. Cuối câu số 3 là đoạn âm, đầu câu số 4 cũng là đoạn âm. Vậy thì giữa hai câu 3 và 4 liền lạc với nhau thì không nên kéo dài chữ tí. Bâm mô đành tí. Cái động từ này chúng ta không nên kéo dài chữ tí. Mà tí á rí, tí á rí nó chạy qua liền bên cái câu cuối. Tí á rí già. Tí a ri già, tới dĩ gia này chúng ta mới kéo dài ha. Chứ còn nếu mà tới cuối câu mà chỉ tí chúng ta dừng lại hoặc là kéo dài ra thì nghe nó hơi rối đội hình ha. Appa ma de pa mô đành tí a ri già nằng vô cha rê ra ta ha. Appa ma de pa mô đành tí a ri già nằng vô cha rê ra ta. Chữ tí chạy qua á rí liền ha. Xích hà. Xích hà thì coi như là rất là hoàn chỉnh. Nhưng mà chỉ có chữ tí là hơi kéo dài tí thôi ha. Chúng ta đọc hai câu thì rất dễ. Ê tăng quý xê sát đồ nhất tòa ấp bá ma đầm hi bành đi tà. Ấp bá ma đề bá mô đành tí á rí già nằng vô cha rề ra tà. Thì chữ tí đó chạy qua bên kia. Còn nếu mà đọc liền một hơi, đọc liền một hơi thì chúng ta cũng không dừng lại chữ tí đó. Ê tăng quý xê sát tô nhát tòa ốc bá mà đầm hi bành đi tà ốc bá mà đề bá mô đành tí á rí già nằng vô cha rê ra tà. Như vậy thì chữ tí đó chúng ta thấy nó là đoạn âm mà Sĩ Hà phân biệt chính xác mà. Tí á rí là ba đoạn âm mà là chữ tí này kéo dài thì đó là một cái vấn đề mà ta như là nhiều khi mình thấy nó dễ quá mình coi thường ha. Không sao, bây giờ chắc Sĩ chắc lá mùa xuân chắc lặp lại chỗ này ổn định hơn để Sĩ Hà nghe rõ ha. Mời Sĩ chắc lá mùa xuân. Dạ con xin đảnh lễ Sư Chí Đức, con xin kính chào, con xin kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 22. Ê tăng quý sê sát tô nhắc tòa áp ba mà đàm hi bành đi tà ba mà đề ba mồ đàn ti a ri già gồ cha rề ra ta ê tăng quý sê sa tô nhắc tòa áp ba mà đàm hi bành đi tà áp ba mà đề ba mồ đàn ti a ri già nằng gồ cha rề ra ta ê là trường âm nhấn. Con xin lỗi. Ê là trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xê trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhắc trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đam trường âm nhấn, hí đoạn âm, ban trường âm nhấn, đi đoạn âm, ta trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đan đanh trường âm nhấn, tí á rí ba đoạn âm, gia trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường,
ra đoạn âm ta trường âm thông thường. Con xin đọc lại. Ê tăng quý xê sát tô nhắc tòa áp ba ma đàm hi bàn đi tà áp ba ma đề ba mô đàn ti a ri già nàng gồ cha rê ra tà. Ê tăng quý xê sát tô nhắc tòa áp ma đàm hi bàn đi tà áp ba ma đề ba mô đàn ti a ri già nàng gồ cha rê ra tà. Ê tăng quý xê sát tô nhắc tòa áp ba ma đàm hi bàn đi tà áp ba ma đề ba mô đàn ti a ri già nàng gồ cha rê ra tà. Con xin kể câu Phật môn này. Ê tăng quý xê sát tô nhắc tòa áp ba ma đàm hi bàn đi tà áp ba ma đề ba mô đàn tì ariya nắng gojare rata. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc, đã đọc xong, con xin xuống mic nè. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 22. Ê tăng quý xê sa tô nhát tòa áp pha mà đâm hi bành đi tà áp pha mà đê pha mô đành ti a ri già năng gô cha rê ra tà. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý. Đoạn C, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường, nhát, trường âm nhấn, toa, trường âm thông thường, áp, trường âm nhấn, tá, đoạn âm, ma, trường âm thông thường, đâm, trường âm nhấn, hí, đoạn âm, banh, trường âm nhấn, đí, đoạn âm, ta, trường âm thông thường. Ê tăng quý xê sa tô nhát tòa áp pa ma đâm hi thanh đi tà. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, ma đê hai trường âm thông thường, phá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, tí đoạn âm, á rí hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm đọc theo giọng nguyên âm, con xin lỗi, ta trường âm thông thường. Áp pha ma đê pha mô đành ti a ri già năng gô cha rê ra ta. Con xin đọc lại nguyên câu cú số 22. Ê tăng quy xê sa tô nhát tòa áp pha mà đâm hi bành đi tà áp pha mà đê pha mô đàn ti a ri già năng gô cha rê ra tà. Ê tăng quy xê sa tô nhát tòa áp pha mà đâm hi bành đi tà áp tha ma đê ba mô đàn tì a ri gia năng gô cha rê ra tà. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ đại trí đức, con kính đảnh lễ sư pháp trang và quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số
22. Ê tăng vi xê sát tô nhát tô áp bát ma tăng hi văn đi ta áp bát ma đề bát mù đàn tí á rí gia năng gô chá rê rát ta. Con xin con thích thích câu 1 và 2. Ê trường âm ê trường âm thông thường tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý trường âm thông thường, quý trực đoạn âm, C trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhá trường âm nhấn, to trường âm thông thường, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đam trường âm nhấn, hí đoạn âm, văn trường âm nhấn, lý đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ê tăng vi xê sát tô nhá to áp bát ma tam hi ban đi ta. Câu 4 và câu 3 và câu 4. Áp bát ma đề pháp mô đàn tí á rí gia năng gô chá rê rát ta. Áp trường âm nhấn phá đoạn âm ma trường âm thông thường đê. Trường âm thông thường phá đoạn âm mô trường âm thông thường tan trường âm nhấn tí đoạn âm á rí hai đoạn âm. Gia trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô trường âm thông thường trá đoạn âm. Rê trường âm thông thường rá đoạn âm. Ta trường âm thông thường. Áp bát ma tê bát mô đàn tí á rí gia năng gô chá rê rát ta. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phỏng vật, hoan hỷ không phỏng vật, an vui hạnh bậc thánh của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được kể. Ê tăng vi xê xà tô nhân tô âm ba ma tăng hi ban đi ta âm ba ma đê pa mô đăng tí a ri ya năng gô cha rê la ta. Ê tăng vi xê xà tô nhân tô âm ba ma tăng hi ban đi ta âm ba ma đề ba mu đan ti a ri ya năng hu cha re la ta. Dạ con đã đọc xong và có sai xin sư và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo đàn. Và con xin trả bài câu pháp cú số 22. Ê tăng quý sê sa tô nhá tòa ấp pa ma đàm hi pan đi ta ấp pa ma đề pa mô đàm tư a ri ya năng gô cha rê ra ta. Ê tăng quý sê sa tô nhá tòa ấp pa ma đàm hi pan đi ta ấp pa ma đề pa mô đàm tư a ri ya năng gô cha rê ra ta. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, C trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhắc đoạn âm, toa trường âm thông thường, ấp trường âm nhấn, pá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đam trường âm nhấn, hí đoạn âm, tan trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ê tăng quý xê sát tô nhát toa ấp ta mà đàm hi pan đi ta. Dạ xin phân tích câu 3 và câu 4. Ấp ta mà đề ta mù đàm tí a ri ya năng gô cha rê ra ta. Ấp ta ấp là trường âm nhấn, ta đoạn âm, ma đề hai trường âm thông thường, tá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đan trường âm nhấn, tí đoạn âm, á rí hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường, ấp ta mà đề ta mồ đàm tí á rí gia năng gô chá rê ra ta. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 22. Ê tăng quý sê sa tô nhá tòa ấp pa ma đàm hi pan đi ta ấp pa ma đề pa mô đàm ti a ri ya năng gô cha rê ra ta.
biết rõ sai biệt ấy. Người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ê tăng vi xê sa tô nha tòa ập ta ma đam ni tan bi ta ập ta ma đê ta mô đam ti a ri ya năng ngô cha rê ra ta Ê tăng vi xê sa tô nha tòa Appamadam nipandita Appamade pamodanti Ariyanam vocharegata. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong. Dạ, thưa có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, xin mời vị kế tiếp, xin mời Phố Biển Thiên Nhân. Dạ con Phố Biển, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, sư phụ Pháp Trang, sư Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và con kính chào đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú số 22. Ê tăng với sê sa tô nhát tòa ấp ba mà đàm hi bằng đi tà ấp ba ma đề ba mô đàn tí a ri ya năng vô cha rê ra ta ê tăng vi sê sa tô nhát tòa ấp ba ma đàm hi bằng đi ta ấp ba ma đề ba mô đàn tí a ri ya năng vô cha rê ra ta ê tăng vi sê sa tô nhát tòa ấp ba ma đàm hi bằng đi tà ấp ba ma đề ba mô đàn tí a ri dạ nằng gồ cha rề ra tà. Dạ con xin phân tích. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, ví là đoạn âm, c là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhát là trường âm nhắn, toa là trường âm thông thường, ấp là trường âm nhắn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đam là trường âm nhắn, hí đoạn âm, băng là trường âm nhắn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, ấp là trường âm nhắn, bá là đoạn âm, ma đê là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhắn, tí á rí là ba đoạn âm, gia là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, gô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Tăng đề sa tô nhát tòa ấp ba ma đàm bằng đi ta ấp ba ma đề ba mô đàm tí a ri già nằng gồ cha rề ra ta ê tăng quý sê sa tô nhát tòa ấp ba ma đàm hi bằng đi ta ấp ba ma đề mô đàm tí a ri già nằng gồ cha rề ra ta biết rõ sai biệt ấy, người trí không phấn dật, hoan hỷ không phấn dật, an vui hạnh bậc thánh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã trả bài xong, có chỗ nào sai xin sư sửa giùm cho con và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, sư Tệ Đức, con kính đảnh lễ tu nữ, cô tu nữ Phúc Hạnh.
Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc lễ ngôn Pháp Cú số 22. Ê tăng vi sê sát sô nhắc tò áp phá mà đàm hi phàn vi tà áp phá mà đề pháp mô đàn ti á vi dà năng gô chắc rê rắc tà. Ê tăng vi sê sát sô nhắc to áp pháp ma đàm hi phàn di tà áp pháp ma đề pháp mô đàn ti á vi dà năng gô chắc rê rắc tà. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ê tăng bí xê sát sô nhắc to áp pháp ma đàm hi phàn di tà. Ê tăng là hai trường âm thông thường. Dạ con xin lỗi, con xin phân tích lại. Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, c trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhát trường âm nhắn, to trường âm thông thường, áp trường âm nhắn, phá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, phan trường âm đọc theo giọng nguyên âm, í đoạn âm, ta trường âm thông thường. Con xin đọc lại và phân tích câu 3, câu 4. Ê tăng vi sê sát tô nhắc tò áp pháp ma đàm hi phan di tà áp pháp ma đề pháp mô đàn ti ác vi dà năng gô chắc rê gắt ta. Áp pháp ma đề pháp mô đàn ti ác vi dà năng gô chắc rê gắt ta. Áp trường âm nhấn, phá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đê trường âm thông thường, phá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đàn trường âm nhấn, tí đoạn âm, á rí hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại. Ê tăng bí xê sát tô nhắc to áp pháp ma đàm hi phàn di tà áp pháp ma đề pháp mô đàn ti á vi dà năng gô chắc rê rắc tà. Ê tăng vi sê sát sô nhắc tò áp pháp ma đàm hi phàn di tà áp pháp ma đề pháp mô đàn ti á vi dà năng gô chắc rê rắc tà. Biết rõ sai việc ấy, người trí không phóng dật, quan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con kính tri ân sư trí đức và dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Con xin mời đạo hữu niệm tự Nam Mô Bụt Tha Giác. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức và dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ trong đạo tràng và dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn Sư Nhật Quỳnh, cảm ơn Sư Trần Phụng đã cho mình được biết là âm thanh rõ và dạ, cảm ơn Sư Hồng Mai. Và dạ, bây giờ mình từ xin đọc và phân tích câu pháp cú số 22 ạ. Ê tăng quý sê sa tô nhắc tô áp pa ma đàn hi bàn di tà áp pa ma đề ba mô đàn ti a ri ya năng gô cha rê ra tà. Ê tăng quý sê sa tô nhắc tô áp pa ma đàn hi bàn di tà
appa ma de ba mo dan ti ariya nang go cha re ra ta. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. E tang vi se sa to nhat to appa ma dan hi ban di ta. Dạ, câu số 1. E là trường âm thông thường, tăng là trường âm nhấn, quý là đoạn âm, C là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhát là trường âm nhấn, tua là trường âm thông thường. Và câu số 2, áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Appa ma de ba mo dan ti ariya nang go cha re ra ta. Câu số 3. App là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, de là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Và câu số 4. Á rí là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gô là đoạn âm, chá là gô là trường âm thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Rá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. E tăng vi se sa to nhat tua appa ma dan hi bandita appa ma de ba mo dan ti ariya nang go cha re ra ta. E tăng vi se sa to nhat tua appa ma dan hi bandita appa ba ma đề ba mô đàn thi ariya nang go cha re ra ta. Và con xin kệ câu pháp cú số 22. E tăng vi se sa to nhân tua ap ba ma đàn hi ban đi ta appa ma de ba mo dan ti ariyanam go cha re ra ta. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui bậc hạnh bậc thánh. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong. Con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và bây giờ niệm từ xin mời bàn tay của Sư Trần Phụng. Và Nam Mô Bích Thà Giá. Nhật Sa Thố, Sa Thố con niệm từ. Nhật Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sinh Thà Giá. Dạ, con đánh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Tuệ Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào quý cô chú và quý đạo hữu. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho không biết tín hiệu. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú số 22. E tăng bi se to nhất to áp ba ma đàm hi hi ban vi ta áp ba ma đề ba mô đàn tí ariya nam vô cha rê ra ta. E tăng vi se sa to nhát to nhát to nhát to áp ba ma đàm hi ban đi ta áp ba ma đề ba mô đàn tí ariya nam vô cha rê ra ta. Dạ, con xin phân tích. E là trường âm thông thường, tăng là trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Ví đoạn âm, C trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhắc trường âm nhấn, to trường âm thông thường. Áp là trường âm nhấn, bá
đoạn âm ma trường âm thông thường đan trường âm nhấn hí đoạn âm ban trường âm nhấn bí đoạn âm ta trường âm thông thường áp trường âm nhấn bá đoạn âm ma trường âm thông thường đê trường âm thông thường bá đoạn âm mô trường âm thông thường đan trường âm nhấn tí đoạn âm á hai đoạn âm âm gia là trường âm thông nam trường âm độc giọng nguyên âm ô trường âm thường âm thường rá đoạn a trường âm thông thường thì tăng bí xê sát tô nhắc to áp bá ma đàm khí bàn đi tà áp bá ma đề bá mồ đàn tí á rí gia nàng vô ê tăng bi xê xà tô ha nhát to áp ba ma đam hi ban đi ta áp ba ma đê ba mô đan thi a ri ya nam phô gia rê ra ta ê tăng bi xê xà tô nhát to áp ba ma đam hi ban đi ta áp ba ma đê ba mô đan thi Ariya năng gojya re ratha biết rõ sai biệt ấy người trí không phóng nhập con hỷ không phóng nhập an vui hạnh bậc thánh dạ bạn tưởng đất đã được kể xong con phân tích có sai con xin ngài và đạo tràng chính xứ người ta có nhập con cảm ơn đạo tràng con xin xuống biết sa thú kính cảm ơn rất trần phụng nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá còn thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng và cảm ơn chị metta kính trần phụng kính thiện vũ kính kim nhung kính hồng mai cho nhật quỳnh biết được tín hiệu còn thành kính đảnh lễ ngài tri đức đại đức pháp trang đại đức cũng chư tôn đức hiện diện trong đạo trang Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con không biết Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức có trước máy không? Cho con xin một tín hiệu, con cung thỉnh quý sư. Có thể cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 22. Dạ, con thấy sư có trước máy rồi. Dạ, con cung thỉnh sư ạ. Dạ, Đại Đức Pháp Trang có trước máy cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, con kính nhân mít đến Đại Đức ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa trí đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang. Mến chào, kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu kinh Pháp Cú số 22. Ê tăng quý sê sá tô nhá toa, áp bá ma đâm, hi bàn đi ta, áp bá ma đề bá mô đàn tí. A ri ya năng gô chá rê ra ta, biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật. Hoan hỷ không phóng dật an vui hạnh bậc thánh là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ ạ. Ê tăng vi sê sa tô nhà toa áp pa ma đam hi ban đi ta Appa ma de ba mo dan ti ariya nang go cha re rata e tang vi se sa to nya toa appa ma dam hi pandita appa ma de ba mo dan ti ariya nang go cha re rata e tang vi se sa to nya toa
appamadam hi bandita appamade pamodanti ariyanang gochare rata. Dạ con xin hết ạ. Con xin con thỉnh đại đức Pháp Trang ạ. Nhà sa thủ cành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tây Đức đã cùng chúng con ôn bài pháp cú số 22. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang ạ. Và có quý sư vào đạo tràng chúng con rất là ấm áp. Trời ơi, con kính nhân bích đến sư. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Xin chào đại đức, đại đức cùng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và bây giờ chúng tôi xin được đọc câu pháp cú số 22. Ê tăng vi sô Ê tăng vi sê sát tô nhát tô áp pa ma đam hi pan đế ta áp pa ma đi pa mô đam tế a ri gia năng gô ca rê ra ta Ê tăng vi sê sát tô nhát tô áp pa ma đam hi pan đế ta áp pa ma đi pa mô đam tế a ri gia năng gô ca rê ra ta Ê tăng sê sát tô nhát tô áp pa ma đam hi pan đế ta áp pa ma đi pa mô đam tế a ri gia năng gô ca rê ra ta Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc tánh. Và bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ chúng tôi đã đọc xong rồi. Xin gửi mít lại cho quý vị. Nam mô Phật Thầy Giá. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang. Cùng chí chúng con, ông bài Pháp Quốc Kinh số 22. Cảm ơn Thiện Bửu. Và Nhật Quỳnh thấy Quang Thanh sư là không có kệ đâu, Trần Phụng đừng có kêu nại. Sư đọc vậy là hay lắm rồi đó. Mỗi lần mà sư đọc như là bắp nổ luôn á. Sư đọc nhanh lắm tại sư đã thuộc hết rồi. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Nhật Quỳnh thấy sức Quang Thanh nè, mới vào đạo tràng, còn vị nào chưa có ôn bài thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay nha. Quang Thanh đâu, đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh có lúc không qua trước máy nên Nhật Quỳnh không biết vị nào ôn bài và chưa ôn bài, nên quý vị nào chưa ôn bài thì xin đưa bàn tay. Dạ, rồi vậy mời Quang Thanh ôn bài trước nha. Nhật Quỳnh cảm mít lần nữa là Nhật Quỳnh ôn bài là mất quyền lợi ráng chịu nha. Dạ, cảm ơn tâm hạnh rất là nhiều đã bớt bài. Dạ, mời Quang Thanh nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Phật Bảo, Pháp và Tăng Bảo, và con kính đảnh lễ ngài Chí Đức và sư phụ Pháp Trang và đại đức Đại Đức, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 22. Quy sê sa tô nhát tòa áp ba mà áp ba mà đàm hi bàn đi tà áp ba mà đề bàn ti a di nàng cô chê rê ra tà
tạng sở nha áp ba mà bà đà đề ba mồ đàn a hi ya nàng a ta biết rõ sai biệt ấy người ý khóng giật hoan hỉ không giật vui hạnh bậc con xin đọc lại tòa ê tằng quy sề sa tổ tòa a ba mà đàm hi bàn đi tà a ba đề ba mồ đàn ti a di già nằm gồ sẽ rề ta à không xin kệ quy sơ ta quy sơ xà ô nhát toa ba mâm hì ban đi ta áp ba ma đề ba mô đan đi a ghi cha năng ốc a di a di ra a di năng ô cha ra ta et tăng sê sa tô tát toa áp ba ma đa mi ba đi ta Apama ba mô đan ti hari năng gồng siô chê ra ta. Con đã đọc và kệ xong. Con có sai thì mong Ngài Chí Đức và Đạo Tràng sửa cho con. Con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Sư Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu ạ. Dạ, sau đây xin đọc câu Pháp Cú số 22 ạ. Ê tăng vi sê sa tô nhát tòa áp bá ma đàm hi bàn đi tà áp bá ma đề bá mô đàm tí á ri già nằng gồ chá rê rá tà Ê tăng vi sê sa tô nhát tòa áp bá ma đàm hi bàn đi tà Ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn âm, sê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, nhớ là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đâm là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ê tăng vi sê sa tô nhát tòa áp bá ma đầm hi bàn di tà câu 3 và câu 4 ạ. Áp ba ma đề ba mồ đàn tí a ri già nằng gồ cha rề ra ta. Áp là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Ma là trường âm thông, ma đề là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Đan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Á rí là hai đoạn âm, gia là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, áp bá ma đề bá ma đàn tí á rí già nằng gồ chá rê rá ta. Ê tăng vi sê sa tô nhát tòa áp bá ma đàm hi bàn đi tà áp bá ma đề bá mô đàn tí á ri già nằng gồ chá rê rá ta biết rõ sai biệt ấy người trí không phóng dật hoan hỷ không phóng dật an vui hạnh bậc thánh đó là bản dịch của ngài hòa thượng
Thích Minh Châu, dạ con xin kệ. Ê tăng vi sê sa tô nha toa a pa ma đâm hi ban đi ta a pa ma đê ba mô đan ti a ri ya nam go cha rê ra ta. Dạ con xin xuống biết ạ, có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Xin mời vị tiếp theo ạ. Sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ phúc hạnh. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi tôn đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn thiên vũ, cảm ơn chị Metta, sư Trần Phụng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ôn ngoài câu pháp của kinh số 22. Ê tăng quý sê sát tô nhát to áp bơ ma đâm vi man đi ta áp bơ ma đê bơ mô đàn ti a ri ya năng gô chá rê rá ta. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ê trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, sê trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường, nhát trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, hí đoạn âm, ban trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ê tăng quý sê sá tô nhát to ấp ba ma đâm hi ban đi ta. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, ma trường âm, ma đê hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, mô trường âm thông thường, đanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, rí, á rí hai đoạn âm, gia trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gô trường âm thông thường, chá đoạn âm, rê trường âm thông thường, rá đoạn âm, ta trường âm thông thường. Ấp ba ma đề ba mô đàn ti a ri ya năng gô cha rê ra ta. Ê tăng quý lê sát tô nhát tô ấp ba ma đâm hi ban đi ta ấp ba ma đề ba mô đàn ti a ri ya năng gô cha rê ra ta. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng vật, hoan hỷ không phóng vật, an vui hạnh bậc thánh. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Con xin phép được kệ ạ. Ê tăng vi sê sa tô nha to áp ba ma đâm hi bản đi ta áp ba ma đê ba mô đan ti a di đà năng gô cha rê ra ta. Ê tăng sê Ê tăng vi sê sa tô nhát to áp ba ma đâm hi ban đi ta áp ba ma đê ba mô đan ti a di đà năng gô cha rê ra ta. Dạ con đã phân tích đọc và kệ xong, con không thấy bàn tay vị nào nữa, con cung thỉnh ngài trí đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Kính lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Xin chào cô tu nữ phúc hạnh. Sa thú hôm nay rất là tuyệt vời ha. Quý vị đọc rất là hay, chuẩn. Trong khi có những cái âm thanh bên ngoài, nhất là sĩ Trần Phụng ha, nghe gà gáy ha, tưởng ủa sao mấy con gà ở chùa sao nó nhảy vô trong này. Anh nghe cái giọng sĩ Trần Phụng mà những con gà nó không làm cho sĩ Trần Phụng phân tâm, mà đó là một điều mà chúng tôi thấy rất là thành công.
mà hôm nay quý vị thấy tuyệt vời ha. À, cô tu nữ phục hạnh nè ha. À, đọc cũng về giọng kinh, giọng kệ cũng hay, nhưng mà đặc biệt nhất á là quý vị thấy để Đức Phật Trang ha, trên cái giọng kinh mà còn đọc lái nữa. À, quý vị thấy đọc thuần thục đến cái độ mà coi như lái chữ Bali luôn. Ê tăng quý xê sá tô ha, mà để Đức Pháp Trang đọc ê tăng quý xô, quý xô xô sá tê rồi gì nữa. À, nhưng mà thấy chỉ xô cái bức dừng lại, nếu mà đọc xô sá tê nữa là thấy rằng rồi. À, quý vị thấy rằng à, trong cái giọng Bali mà cũng có trường hợp mà đọc mà nó đến cái độ mà chúng ta thành ra cái thói quen rồi, thành ra cái tập. Ví dụ như Sa Hí Tăng đọc Săn Hí Tá, Sa Hí Tăng là Săn Hí Tá. Nhưng mà đặc biệt hôm nay Đại Đức Tuệ Đức ha, cùng cười nữa, trời ơi, đọc tới đó là tính là xô xá tê, nhưng mà không biết dừng lại là thấy rằng bị lầm rồi. À, quê độ rồi, cho nên quý xê xá tô, quý xô cái là thành xô cái sợ té, không dám đọc tiếp. À, còn hôm nay quý vị nghe Đại Đức Tuệ Đức ha, lần đầu tiên cái giọng kệ mà xin lỗi, trong đạo tràng không ai bắt chước được. À, thì cái gì á, vạn sự khởi đầu nan ha, đây không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, cho nên trên cái giọng đọc á, nhiều khi chúng ta thấy lúc đầu hơi ngớ ngẩn một tí, nhưng mà từ từ như sĩ Nhật Quỳnh nói, từ từ rồi nó cũng nhừ, văn ôn có luyện. Nhưng mà chúng ta thấy quý vị rất là thành công khi mà phân tích trường âm đoạn âm, quý vị tự tin, rất là tự tin, và biết rằng mình đọc đúng hay là sai. À, đây là một cái điều mà chúng tôi thấy quý vị đã vượt lên chính mình ha. Tại sao lại đọc lái? Kỳ thật nha, đọc lái cũng giống như cái trường hợp mà Sĩ Kim á. Biết tại sao không? Tại vì mình nói nhiều quá đi, rồi cái bị bóp chứ có gì đâu. Lái là một hình thức, nó bóp, nó liệu, nó quen cái miệng đi. Rồi cái người ta nói cái gì, quen tay là gì đó, ngủ ngày quen mắt á. Cái tay mình mà nó nhám nhúa liền hay lờ chỗ này bóc chỗ kia bậy bạ đó, thì con người mà hay nói nhiều cũng bị bóc đó. Cho nên nhiều khi biết dừng lại, như Đại Đức Pháp Tạng ha, tăng quý xê sá tô ê tăng quý xô, cái đó biết dừng lại, đó là biết tự mình làm chủ lấy chính mình đó ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta tìm hiểu để cái gì. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Nếu mà quý xê sá tô và quý xô sá tê thì ý nghĩa làm sao? Cái điều này, cái điều quan trọng này. Câu đầu tiên, xin Nhật Quỳnh chú ý ha. Ê tăng quý xê sá tô, chứ ê tăng nó rời ra, chứ không có dính liền với chữ quý xê sá tô ha. Rồi bây giờ chúng ta coi như là tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Đọc được thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa. Chữ ê tăng đây là một đại từ, chỉ cái điều này, cái việc này. Ê tăng, cái điều này, cái việc này. Rồi cái từ thứ hai, quý xê sá tô. Quý xê sá tô do cái từ quý xê sá. Quý xê sá là một danh từ nam tính, ác rành tha phung linh gã. Quý xê sá là rành rẽ, tường tận.
rành rẽ tường tận. Và chữ quý xê xá được chia theo xuất xứ cách số ít, tức là bánh chấm mì quý phát tiếng ế câu quá trình á. Cho nên quý xê xá nó biến thành quý xê xá tô. Cái này làm sao mà xuất xứ cách thế? Số ít của xuất xứ cách tức là quý xê xa, quý xê xăm ha, quý xê sát ma. Nhưng mà đây lại nói rằng xuất xứ cách. Chữ e tăng rời ra, xin Nhật Quỳnh. E tăng là điều này á. Rồi quý xê xa tô, quý xê xa tô có ý nghĩa là rành rẽ. Rồi, cái từ thứ ba, nhất tòa. Nhất tòa đây là một động từ bất biến, do căn ngữ nha, tức là sau khi đã nhận biết, sau khi đã nhận biết. Rồi, câu số 2, appamadam hi bandita, appamadam hi bandita, appamadam hi. Chúng ta thấy tiếp động ngữ á ở phía trước có nghĩa là không. Rồi ba ma đâm hí do cái từ ba ma đá. Ba ma đá là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Ba ma đá là phóng dật dễ vui sao lãng. Ba ma đá là phóng dật dễ vui sao lãng. Nhưng mà ở đây nó được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là sát tạm ý vì phát tí e ca quá trình a. Cho nên ba ma đá biến thành ba ma đầm hí. Nhưng mà có chữ ấp ở phía trước, có nghĩa là ấp và ma đầm hí là không dễ vui, không phóng dật, không sao lãng. Không dễ vui, không phóng dật, không sao lãng. Rồi, tiếp theo là cái từ bandita. Bandita do cái từ bandita. Bandita là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Bandita được chia theo chủ cách số nhiều và thamma bahuvachana vipatti. Cho nên bandita bình bandita. Bandita là các bậc thiện trí thức, các bậc hiền trí. Cái chữ Bandita ở đây có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là biết được lợi ích hiện tại. Ý nghĩa thứ hai là biết được lợi ích của tương lai. Và ý nghĩa thứ ba là biết được sự lợi ích cao quý nhất, đó là sự giải thoát. Cho nên người nào mà con thỉnh ngài cảm bích trở lại bạch ngài.
Dạ đạo tràng, con chúng con không còn nghe được âm thanh của ngài, con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn thiền vũ. Dạ con kính nhận mic đến ngài. Dạ đạo tràng hoan hỷ, cho trong giây lát đường nét của ngài có vấn đề rồi. Dạ con thấy ngài trả lời rồi, con kính nhân mít đến ngài ạ. Dạ bạch ngài, chúng con chưa thấy ngài cầm mic, ngài có rồi xong rồi. Dạ kính mong đạo tràng hoan hỷ, cho trong giây lát đường nét của ngài có vấn đề rồi. Ngài không cầm mic được, ngài té liên tục luôn. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh nhục mình không? Dạ cảm ơn Kim Nhung, dạ cảm ơn chị Meta. Phải cầm mic một chút xíu để chờ ngài vào thì thỉnh ngài, chứ không thì đạo tràng mình êm ru thì mọi người tưởng là máy mình có vấn đề. Cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Kim Nhung, tri ân cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ ngài chưa vào, Nhật Quỳnh nó lén ngài một chút nha quý vị. Ngài ngồi im vậy đó, Nhật Quỳnh không có dùng cái tiếng tai ngài thính đâu, mà phải nói là tai ngài rất là tinh vi luôn. Dạ mình đọc mình không biết mình sai, nhưng mà ngài thấy mình sai, nên Nhật Quỳnh rất thích được trả bài. Mỗi lần mà có pháp cứu là Nhật Quỳnh rất muốn là trả bài. Dạ để mới thấy sai của mình. Mình đọc cứ luôn luôn tưởng mình đúng, nhưng mà thật sự không có đúng. Dạ dễ sai lắm, tiếng Bali này dễ sai lắm. Dạ con thấy ngài trở lại đạo tràng rồi, ngài có nghe được âm thanh con chưa bạch ngài? Nếu ngài nghe được âm thanh con, ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Để con dâng mic đến ngài ạ. Dạ con kính dâng mic đến ngài.
Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ. Trục trặc kỹ thuật. Lên mạng thì mất mạng, lên net thì mất net. Chán thiệt. À, trong này cái sự sinh hoạt của chúng ta cũng vô thường ha. À, lúc được lúc mất. À, quý vị thông cảm. Cho nên trong phút giây nào mà còn nghe rõ, à, đó là hạnh phúc. Mà những cái giây phút nào mà chúng ta rớt mạng mất nết, à, đó là những cái sự khổ đau, à, thì chúng ta thực chứng, à, trên cái sự sinh hoạt của chúng ta, hạnh phúc hay đau khổ nó xuất hiện ở trước mắt của chúng ta, à. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta tiếp tục ha. À, tranh thủ, à, câu số 3 và câu số 4 ha. Appamade pamodanti. Appamade tức là không có dễ vui. Rồi pamodanti đây là một cái động từ mà chúng ta thấy tiếp đầu ngữ pa ở phía trước, nó nhấn mạnh cho cái động từ modanti. À, động từ số nhiều này nói lên cái văn hóa thích quan hỷ. À, động từ này ý nghĩa là thích thú, hài lòng. Thích thú, hài lòng. À, bác mô đành tỷ. Rồi, tiếp tục. Thời gian trôi qua rất là nhanh. À, quý vị quan hỷ ha. Ariya năng gô cha rê ra ta. Ariya năng do cái từ Ariya, à, Ariya nó là một tính từ nam tính, nhưng mà được chia theo sở hữu cách số nhiều, sát thí, quyền phát tiếp và hữu quá trình a, cho nên Ariya biến thành Ariya năng. Ariya năng là của các bậc thánh, của các bậc thánh. Rồi, Gocare. Gocare. À, do cái từ Go cộng với Chara. Go nó là một danh từ nam tính. Okaranta Pumlinga. Go là con bò. Mà Chara nó là một danh từ nam tính. À, Akaranta Pumlinga có nghĩa là sống hay là lang thang. À, hai cái từ này nó ghép chung với nhau thì nó có một cái ý nghĩa gocare, à, là trong cảnh giới, trong hành xứ, trong cảnh giới, trong hành xứ. Tách rời ra thì chúng ta thấy ý nghĩa kỳ cục ha, nhưng mà khi nó ghép chung với nhau giống như một cái thành ngữ vô trả về, à, trong cái cảnh giới, trong cái hành xứ. Rồi cái từ cuối cùng Rata. Rata, à, Rata nó đứng làm chủ từ số nhiều ha. Bathama Bahuvachana Vipati. Rata là được vui sướng, hoặc là những người có sự an vui, vui sướng.
Không nghe được thì làm sao đây? Có khi nghe khi không hả? Rồi, thời bây giờ đã là 6 giờ 7 phút rồi. Chúng ta đi vào duyên sự ha. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Rút ngắn thời gian. Duyên sự hôm nay chỉ mới có giới thiệu về nhân vật chính thôi. Tức là cái bài đầu tiên, bài 21 ha. 21 là nói về cái nhân. Có tích mới dịch ra tuồng ha. Tức là như ngài Asatthi đã nói cho ngài Sariputta biết rằng Ye thamma he tup apahwa, các pháp phát sanh lên bởi một nhân. Mà khi mà sanh lên thì phải diệt thôi. Mà sanh lên mà nó diệt à, tức là đó là những pháp hữu vi. Mà những pháp hữu vi như vậy thì Đức Phật vị Đại Sa Môn, đó là thầy của tôi, đã biết được cái điều đó. Thì khi mà ngài Asatthi nói lên cái vấn đề cái nhân cái quả, cái pháp tục đế và cái pháp chân đế thì có sanh có diệt ha, có sanh có diệt. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta biết câu Phật ngôn 221 và 22, 23 cùng một duyên sự. Nhưng mà nó nói lên cái gì? Hai người bạn vương giả, hai ông vua chơi thân với nhau, rồi chán ngán sự đời đi tu. Rồi khi mà đi tu như vậy, nghĩ rằng mình đã từ bỏ tất cả mà sống chung đụng với nhau như vậy cũng không tốt. Thôi bây giờ mỗi người mỗi chú xứ riêng, người ở đầu sông kẻ cuối sông, nhưng mà đây sông mà núi, đứng núi này trong núi kia, đứng núi này trong núi kia, đó là một cái từ mà người ta nói rằng cái tâm của mình hướng ngoại, tức là tham lam, là không biết đủ mới đứng núi này trong núi kia. Nhưng mà trường hợp hai vị này á, đứng núi này trong núi kia để thấy cái vấn đề vô thường, chứ không phải đứng núi này trong núi kia để cho tâm tham nó sanh khởi. Tức là hai vị này mới nói rằng cứ mỗi nửa tháng chúng ta hãy nhìn về núi bên kia để thấy rằng cái ngọn lửa mà nó cháy sáng lên thì biết đó là cái ngày sám hối, đó là ngày rằm, mà biết rằng chúng ta sống, chúng ta tu tập. Nhưng mà cái ánh lửa nó phát khởi lên cái ngày rằm của mỗi tháng là chứng tỏ rằng chúng ta còn sống và còn tu tập. Còn người đời của chúng ta mà đứng núi này trong núi kia thì cứ mong rằng cái túi mình càng đầy ha, nó khác. Rồi hai vị này tu hành với nhau ha, rồi một thời gian cái vị kia đi theo cái duyên nghiệp của mình, tức là đi theo cái dạng đoàn tụ, nhưng mà đoàn tụ với những vị chư thiên chứ không phải đoàn tụ trong cảnh khổ, do cái công đức tu tập. Vì này là một thiên tử, có quyền lực. Và khi thấy cái thân hình của mình nó kỳ lạ, coi rằng cái phước nghiệp của mình tạo như thế nào mà sống trong một cái đền đài sung sướng như thế này. Và biết rằng mình từ cái thân của nhân giới, của loài người, mà do sự tu tập được sanh về thiên giới như thế này.
hẹn lại hôm sau ha. 1 2 3 1 2 3 quý vị hết nghe rồi làm sao mà ủa sao kỳ vậy? Thôi cà giật kiểu này nghe rồi cái riết rồi cái quý vị coi như là làm sao mà coi như là nó được liên tục. Thôi bây giờ nói tóm tắt ha, bởi vì thời gian nó cũng ngắn quá. Cái nguyên nhân là hai vị này tu tập, một vị thì được sanh về chư thiên, một vị còn ở lại. Mà vị ở lại này á thì cũng cố gắng tu tập, nhưng mà rồi do cái oan nghiệp, do cái oan trái của quá khứ, để rồi khi mà đang tu tập như vậy thì có cái trường hợp mà một cái vị hoàng hậu của xứ Parantara, cái vị hoàng hậu này đương có thai, tròn một cái y phục màu đỏ cùng với đức vua coi như ở trên cái lầu á, rồi tâm sự với nhau, rồi cái không ngờ cái bị một con đại bàng nó xớt, nó bay đi, nó bay về cái vùng tước lãnh này để nó ăn thịt, bởi vì nghĩ tưởng đó là cục thịt. Trong khi đó thì nó cái bà hoàng hậu này là khôn ngoan, nghĩ rằng nếu mà con đại bàng mà nó xớt, nó bay mà nó bắt mình đi như vậy mà mình la lên thì nó sợ, nó sẽ làm cho mình rớt xuống mình chết, cho nên bà im ra như vậy. Đại bàng khi mà đến một cái cây đại thọ rồi nó mới thả hoàng hậu xuống trên một cái chán ba chuẩn bị ăn thịt, thì chính đó hoàng hậu mới la lên là lỗi ồm trộm đập tay đập chân, miệng la còn lớn hơn cô Kim nữa. Cô Kim la cả một cái rung này nghe, nhưng mà hoàng hậu Parantara mà la thì cũng đại bàng đó nó còn khớp nữa, sợ nữa. Chính cái mỏ nhọn của anh chim đại bàng mà còn sợ cái hoàng hậu đó nữa mà. Rồi sợ quá bỏ qua đi. Rồi thì hoàng hậu Parantara ở trên cái cây đại thọ trên chán ba đó, tới cái lúc mà coi sinh nở, sinh ra một hoàng tử, mà sinh ra hoàng tử vừa lúc bình minh, cho nên đặt tên hoàng tử là Udena. Udena là bình minh hả? Rồi khi mà sinh hoàng tử ra như vậy thì ở trên gốc trên cái chán cây vậy chịu trận chứ làm sao vậy, làm sao xuống. Thôi thì cũng rất là hên, ngay cái cây đại thọ đó cũng gần cái cốc mà của vị đạo sĩ đang tu tập. Thì vị đạo sĩ thường thường trời mưa thì đi ra ngoài cây đại thọ này để lượm những cái thịt mà nó rơi rớt, hoặc là những cái xương, hoặc là những cái đồ ăn một của con đại bàng kim chỉ điểu này á, nó ăn còn rơi rớt á, thì coi như về rửa sạch rồi coi như nấu, giống như nấu súp vậy mà sống qua ngày chờ qua đời vậy. Còn những cái ngày nắng á, thì vô trong rừng hái trái cây, trời mưa nắng thì ra gốc cây đại thọ này lượm những cái gì mà còn rơi rớt, đem về coi như dùng để sống qua ngày. Thì sáng hôm đó đừng lúi húi lượm ở dưới gốc cây những cái rây rơi rớt của con chim đại bàng đó, thì bất ngờ nghe tiếng con nít nó khóc. Khi mà nghe tiếng con nít khóc như vậy, nhìn lên thì thấy wow, có một người phụ nữ ẵm đứa con. Rồi cái vị đạo sĩ này cứ ngỡ đó là một cái vị chư thiên mục nhân hay là một cái gì chứ con người sao mà đồng bà mở túc ngọn cấy. Thì mới hỏi ra mới biết rằng cái dòng giống sắc đế lệ rất là vui quá.
thua rồi. 1 2 3 1 2 3 hết nghe rồi hả? Ồ, bây giờ nghe rõ hả? Kỳ cục thế. À, hay là cái câu chuyện này, câu chuyện này nó có một cái vấn đề kỳ lạ, chết đi sống lại thứ 7 lần luôn hả? À, cho nên khi nghe khi không đó cũng là một cái trường hợp còn hên lắm. Rồi trả lời vấn đề đi. À, cái trường hợp mà đức vua Udena xuất hiện là do cái bà hoàng hậu này, bà mới nghĩ rằng mình sống trong rừng mà ông đạo sĩ này không lo tu, ông không nghĩ gì tới mình thì coi như là rủi một ngày nào đó ông chết, hoặc là một ngày nào đó ông bỏ ông đi thì mình với thái tử bơ vơ, cho nên bà hoàng hậu này mới khêu gợi, à, muốn mới làm cho cái vị đạo sĩ đó phá giới. Mà khi mà vị đạo sĩ phá giới sống chung với nhau thì đó là một cái vị mà vua mà đi tu, cho nên rất là am tường từ thiên văn địa lý, à, cho nên khi một ngày nào đó mới báo cho hoàng hậu biết rằng đức vua Parantapa đã qua đời. À, khi mà nghe đức vua qua đời thì hoàng hậu mới cho biết mình là hoàng hậu của đức vua đó và hài nhi là một hoàng tử. À, rồi hoàng hậu mới năn nỉ vị đạo sĩ là chồng của mình á, là làm sao để cho con của mình được về nối nghiệp vua cha. Thì vị đạo sĩ được cái vị người bạn á, tức là vị thiên vương kia, có chỉ cho ba câu thần chú để điều khiển voi. À, và vị đạo sĩ này đã truyền lại ba câu thần chú đó cho hoàng tử Udena. Hoàng tử khi mà đã thuộc ba câu thần chú đó, điều khiển được voi, mới về nơi cái xứ sở của mình, giành lại vương quốc, à, và lên vua với cái tên là đức vua Udena. Đức vua Udena là một vị minh quân, à, có tài điều khiển voi, cho nên đất nước rất là phồn vinh, à, rất là phát triển tốt đẹp, trù phú thịnh vượng. Và đức vua Udena, à, có tất cả là ba vị hoàng hậu, à, ba vị hoàng hậu. Hoàng hậu chánh cung tức là hoàng hậu Samawati, hoàng hậu thứ hai là cái gì đó quên mất tiêu rồi, còn hoàng hậu thứ ba tức là Magandhiya, ha. Nhưng mà trường hợp và trong câu Phật ngôn 21, 22, 23 ám chỉ về hoàng hậu Samawati. Vậy thì xuất thân của hoàng hậu Samawati từ đâu? Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu. À, trong một cái năm mà bị hạn hán, rồi thiên tai dịch bệnh, rồi người ta chết, rồi coi như là sự đói khổ nó tràn lan, thì trong một cái gia đình nghèo khổ kia, người chồng tên là Kotuhaliko, đây là cái nguyên nhân này. Rồi dẫn vợ và đứa con mới sinh, à, đi tị nạn, đi về cái thành Kosambi. Để trên con đường đi á, thì người chồng thấy rằng đeo mang theo một đứa nhỏ mà lương thực đã hết, thì bảo người vợ bỏ đứa con đi. Người vợ không chịu, ông chồng ông lén lút bỏ đứa con ở dọc đường. Nhưng mà người vợ than khóc quá, rồi cũng phải đèo bồng thay phiên nhau ẵm đứa con đi. Nhưng mà rồi hai vợ chồng cũng đói lả và đứa con cũng chịu không nổi qua đời. À, khi mà đi đến được cái trại của một người chăn bò, thì cái ông trại chủ này mới cảm thương những cái người nghèo khổ, cho ăn uống một cách đầy đủ.
suốt 7 ngày đói meo, hôm nay được ăn một bữa no nê ha, và lại được coi như người vợ chăm sóc ông chồng một cách kỹ lưỡng. Cô Tú Haliko 7 ngày đói quá, được hôm nay vợ nhường cho một phần cơm nữa thì sung sướng, ăn mà không thấy no, ăn càng thấy đói, tức là cái nghiệp đã tới rồi. Trong khi ăn hết phần cơm của vợ rồi, ăn cơm trắng mà có thịt thà đồ ngon nữa, trời ơi sướng quá đi. Rồi ăn hết phần cơm rồi, nhìn thấy chủ nhà ăn cơm mà còn cơm đầy hồ như vậy, mà còn cho con chó cái nó ăn nữa, mà con chó đương có bầu nữa nhé, cho con chó cái nó ăn, thì cái người tị nạn, nhất là anh chàng Cô Tú Haliko đã ăn no rồi mà đã có một cái tư tưởng trời đất ơi, con chó mà nó sướng hơn mình nữa. Người ta nói cực như chó hả, nhưng mà đây con chó còn sướng hơn mình nữa. Mình đã nghèo đã khổ ha, đã đi tị nạn qua đây, mày thấy con chó ăn cơm trắng, ăn cả thịt thà, đồ ngon lành quá trời quá đất. Cho nên cái tâm của anh ta có một cái sự ganh tị, có một sự so sánh, và thấy con chó sướng hơn mình. Với cái tư tưởng như vậy, để rồi ăn no quá, nhìn đói lâu ngày, tối đó Cô Tú Haliko nhắm mắt qua đời. Và nhắm mắt qua đời trong cái cơn nuối tiếc, trời ơi con chó sướng hơn mình. Với cái tư tưởng như vậy, để rồi Cô Tú Haliko tái sinh vào bụng con chó cái đó. Rồi mấy tháng sau, nghe nói vậy cô Nhật Quỳnh bỏ chạy ta. Rồi mấy tháng sau, trong cái bầy chó đó xuất hiện một con chó đực, độc nhất một con chó đực. Và con chó đực này thì nó có sự cảm mến, có sự coi như là thương cái ông chủ. Và cái người vợ lại nghĩ rằng đối với ông chủ trại bò này, ông tốt với mình, vậy thì mình xin ở lại đây để mà làm công, rồi mỗi ngày á thì mình lại được cái duyên mà để làm phước cúng dường đến Đức Phật. Ở tay này cầm mic hoài để mà coi như là không nghe thôi chứ sao vậy, cũng sắp hết giờ rồi. Bây giờ là 6:27, 6:27 nghe rõ hả, 6:09 là còn gì để mà nói. Thôi bây giờ mời Sít Nhật Quỳnh lên nói thử coi âm thanh có rõ hay không, để rồi coi như có cái chấn chứ làm sao tiếp tục. Mấy bữa này thì bị mưa gió, cái đường truyền chắc không ổn định ha, thưa quý vị thông cảm. Rồi lần sau chúng tôi sẽ ôn lại 7 lần chết phục ha, 7 lần chết phục. Tiếp tục hả, có nghe không thì tiếp tục. Chết đi sống lại 7 lần, để rồi coi như chúng ta mới thấy Hoàng hậu Samawati xuất hiện. Mà Hoàng hậu Samawati là con gái
con cái nuôi là trưởng tử của cái anh chàng Cô Tú Haliko. Mà Cô Tú Haliko này nghèo khổ như vậy á, nhưng mà tương lai sẽ trở thành một cái vị thiên vương tên là Kosaka Devabhuta. Rồi cái vị thiên vương này hết phước, sanh xuống làm người, có cái tên là trưởng giả Kosaka. Và Samavati là trưởng tử của ông trưởng giả Kosaka này. À, và Samavati là hoàng hậu của đức vua Udena. À, hoàng hậu của đức vua Udena. Và thứ hậu tức là Magandhya là một người mà rất canh tị, ghen ghét, làm hại hoàng hậu Samavati. À, thì quý vị biết rằng tại sao mà hoàng hậu thứ hậu Magandhya lại ghét hoàng hậu Samavati? Bởi vì khi mà còn ở ngoài chưa vào hoàng cung thì Magandhya rất là đẹp, và bao nhiêu người đến cầu hôn thì chê không xứng một cái gót chân, không xứng là cái móng chân của ta, mà coi như đĩa mà đòi bu chân hạt rồi vân vân, có ý khi dễ vậy. Nhưng mà khi Đức Phật nói rằng ô, cái thân này giống như một cái túi da đựng những cái đồ dơ, máu mủ hôi tanh, thì khi mà nói như vậy thì xúc phạm, xúc phạm đến cái nhan sắc của Magandhya. Cô ta kết. Nhưng mà khi Đức Phật nói như vậy thì ông già bà già của Magandhya là chứng đắc thánh quả, còn riêng cô ta không có chứng dễ mà chứng được cái quả A-la-chán, tức là ghét Đức Phật, chán ghét Đức Phật, dám khi dễ mình. Và kết quan trai để rồi ông chủ đưa vào tấn cung, và đức vua Udena thấy cô ta cũng xinh đẹp, thu nhận cho làm thứ phi. Rồi khi mà Đức Phật đi khất thực thì Magandhya thấy rằng mình có chức, có quyền, có uy thế mới trả thù bằng cái hình thức là chửi mắng Đức Phật, cản đường không cho đi bán, mà chửi mắng suốt cả 7 ngày. Chửi mắng đến nỗi mà ngài Ananda chịu không nổi, mà Đức Thế Tôn đi qua chỗ khác đi, chỗ này sao mà dân chúng xấu xa, miệng lưỡi coi như tục tằn, thô lỗ, chửi bới rồi rồi coi như chịu không nổi. Thì Đức Phật nói nếu mà đi chỗ khác cũng vậy thì sao, thì đi chỗ khác nữa. Nhưng mà Đức Phật nói rằng lửa cháy đâu dập đó, cứ tự nhiên đi 7 ngày nữa thì tự nhiên nó xẹp xuống. Và 7 ngày qua thì sự việc nó tự nó lắng yên. Nhưng mà rồi Magandhya lại tìm cách hãm hại hoàng hậu Samavati bằng cách đốt luôn cả hoàng cung, nhốt hoàng hậu Samavati ở trong cung điện, đốt luôn cả hoàng cung. Hoàng hậu Samavati và 500 cung nữ đều chết cháy. Nhưng một cái điều hên á, là những cái vị mà chết cháy đó không phải là phàm nhân, mà đó là những thánh nhân. Cho nên cái chết của các vị đó là một cái sự trả nghiệp. Nhưng mà những cái vị đó đã hưởng được thánh sản. Một cái điều đặc biệt, thánh sản được phát sanh do một tỳ nữ lưng gù tên là Khuchuttara. Cái cô Khuchuttara này là một tỳ nữ, nhưng mà nghe pháp nơi Đức Phật chứng đắc thánh quả tu đạo hoàn. Và cái người cung nữ này đã về thuyết lại cho hoàng hậu Samavati và 499 người khác nghe. Và 499 người khác đó có luôn cả hoàng hậu Samavati đều chứng đắc thánh quả tu đạo hoàn. Cho nên khi cái chết bị nhốt lại trong cái cung, hoàng cung mà bị đốt như vậy, thì tâm của các vị đó đã an trú vào thánh quả, không còn thân kiến, không còn hoài nghi, không còn giới cấm thủ,
và cái chết của các vị đó là một trái nghiệp, là một sự trái nghiệp. Cho nên chúng ta thấy rằng một cái câu chuyện rất là hay, nhưng mà khổ để cả là cái đường truyền nó không được ổn ha. Thôi quý vị thông cảm, kết thúc ở đây ha. Rồi mời Sĩ Nhật Quỳnh ơi, Sĩ Không Nhật nhé. À, kết thúc buổi sinh hoạt cũng hơi lúa giờ. Rồi buổi sau thì coi như sẽ đi vào chi tiết và có thời gian để cho quý vị tham gia. Chứ học mà quý vị thắc mắc không có hỏi thì cái kiểu đó cái nói là tôi nói bậy. Có những cái điều nói chặt mà quý vị không triển khai ra để chúng ta thảo luận thì cái đó là cái bậy lắm. Mong quý vị tham gia ha. Rồi mời Sĩ Không Nhật. Sabbe wa puta sumana pawantu aku bisa.